tiếp theo phần trước. Lại nói lúc bấy giờ, trên mi tâm ba cái đầu của Phong Vũ Kỵ từng khỏa thần nhãn được mở ra. Cái đầu hai bên là bàn hồ thần nhãn, mà cái đầu chính giữa là phục hy thần nhãn, nhìn về phía tầng tầng đạo quang. Hắn cũng không thể nhìn thấu đạo quang, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc thiên dực cổ thuyền bị bao phủ ở trong đạo quang. Phong Vũ Kỵ nhìn thấy chiếc cổ thuyền này không khỏi ngẩn ngơ. Hắn như thế nào cũng tới đây rồi vậy? Hắn không phải đang trấn thủ chấn thiên quan hay sao? Nhìn cái bộ dạng này, cái tên này tự hồ đang hóa đạo rồi. Hẳn là không bao lâu nữa, nhục thân và nguyên thần sẽ bị hóa đạo, đại đạo thiên địa đồng hóa, chết oan chết uổng mà thôi. Phong Vô Kỵ thu hồi thần nhãn nói, kẻ này chính là dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung đang lúc hóa đạo. Sao? Hóa đạo ư? Phượng Minh Sơn khẽ giật mình, trong mắt đại phát tinh quang, trầm giọng nói, tâm cảnh của dịch tiên sinh vậy mà đã tu luyện tới một bước này rồi sao? Tâm cảnh của hắn đã đạt tới đế cảnh rồi. Điểm này ta quả thật không bằng hắn ta. Đáng tiếc là đã hóa đạo rồi. Phượng Ngọc Lan cũng không khỏi lắc đầu than thở. Ta từng nghe gia sư nói qua, vị dịch tiên sinh này nói hắn đã mở ra phong ấn của thần huyết phục hy. Tu vi cảnh giới của hắn quá thấp, nhưng tâm cảnh quá cao, trái lại là hung hiểm kìa. Nếu như tâm cảnh không khống chế nổi tu vi, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tự phế võ công, cực kỳ hung hiểm. Nếu như tu vi không theo kịp tâm cảnh, vậy thì càng là hung hiểm hơn, rất dễ dàng sẽ bị hóa đạo, bị đại đạo đồng hóa kìa. Nàng kiến giải phi phàm lên tiếng nói, tâm cảnh của vị dịch tiên sinh này quá cao, đã đạt tới đế cảnh. Nếu ở những địa phương khác thì cũng thôi, tu vi của hắn còn có thể miễn cưỡng giá ngự tâm cảnh. Nhưng đã tới tổ đình của Phục Hy thị rồi, đại đạo thiên địa cộng minh với huyết mạch phục hy của hắn, ngược lại đã lấy mạng của hắn ta. Nàng nhàn nhạt nói, ta từng nghe nói thời điểm hắn tại chấn thiên quan vẫn còn là cảnh giới chân thần, lần này hóa đạo hẳn là khiến cho tu vi của hắn đạt tới thần hầu cảnh. Thần hầu cảnh còn gọi là sinh diệt kiếp cảnh. Sinh diệt kiếp cảnh tranh công của người khác, thành của mình, cho nên tất cả có đại kiếp nạn. Kẻ có thiên tư càng hơn người, tài hoa càng tuyệt đại, kiếp nạn càng mãnh liệt hơn. Sinh diệt kiếp cộng với thêm hóa đạo, hắn chết chắc rồi. Trong lòng Phong Vô Kỵ đại hỉ, mỉm cười nói, vậy thì thật đáng tiếc rồi. Phượng Minh Sơn cũng thở dài một tiếng, vắng lặng nói, đáng tiếc, ta vốn muốn biết một chút, ta và hắn, kẻ nào mới là đệ nhất tương lai chứ đấy bảng. Trên thiên dực cổ thuyền, Thạch Công Cơ đột nhiên tới khởi trừng tiên, nỗ lực chặt đứt đám hào quang do đại đạo thiên địa hình thành kia. Đột nhiên chỉ nghe soạt một tiếng, trường tiên trong tay của nàng đã bị chấn thành bột mịn. Hồ khẩu của Thạch Công Cơ bạo liệt, nhưng vẫn bắt lấy bàn tay của Trung Nhạc, nỗ lực kéo hắn từ trong quang mang hóa đạo ra ngoài. Đột nhiên thân thể của nàng chấn động một cái, cứng ngắc ở nơi đấy. Trong đầu của nàng cảm thấy vô số cảm ứng khủng bố cuồn cuộn phóng vọt tới. Chính mình có một loại cảm giác tương dung với đại đạo thiên địa. Hỗn độn vũ thôi động lực lượng hỗn độn, nghĩ muốn chặt đứt thảo quang hóa đạo, lực lượng hỗn độn cũng bị đánh nát. Hắn vội vàng chụp lấy bàn tay trái của Trung Nhạc, nhất thời cũng cứng ngắc ở nơi đấy, cũng rơi vào trong hóa đạo. Tân Hỏa không ngừng hét lớn, trong lòng cũng cực kỳ bất an. Trung Sơn Thí, ngươi mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, mau rời khỏi tâm cảnh đế cấp kia. Ngươi và bản nương của ngươi còn có Vũ tiểu tứ đều sắp sửa bị đại đạo đồng hóa mất rồi. Đạo quang trong ba con mắt của Trung Nhạc càng lúc càng càng liệt. Nhục thân và nguyên thần của hắn đã dần dần trở nên trong suốt, sắp sửa hòa làm một thể với hào quang. Cái này chứng tỏ nhục thân và nguyên thần của hắn đã bắt đầu phân giải, muốn cùng tồn tại với đại đạo, biến thành một bộ phận của đại đạo, mà kết quả của việc dung hợp chính là hắn triệt để tử vong. Tâm cảnh vượt qua tu vi quá nhiều, tu vi không thể theo kịp tâm cảnh, chính là kết cục như vậy. Thoáng cảm ngộ một chút cũng sẽ có thể khiến cho chính mình hóa đạo. Tồn tại đế cấp nếu muốn chuyển thế, nhất định phải phong ấn ký ức kiếp trước của chính mình lại, khiến cho chính mình không thể thức tỉnh tâm cảnh của kiếp trước. Nếu như thức tỉnh sẽ liền hóa đạo. Chỉ khi nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có năng lực thừa nhận tâm cảnh đế cấp rồi, đế cấp chuyển thế mới sẽ giải phong ký ức. Trung Nhạc mặc dù không phải là đế cấp chuyển thế, nhưng tâm cảnh của hắn đã đạt tới đế cấp. Hắn vẫn chỉ là cảnh giới thần hầu, nhưng tâm cảnh cũng là đế cảnh. Chính giữa còn có ba cảnh giới thần hoàng, tạo vật và đế quân. Tâm cảnh của hắn quá mạnh, cảm ngộ đối với đạo cũng rất sâu, mà tu vi thấp lại không chịu nổi các loại cảm ngộ này. Tâm cảnh đế cấp dĩ nhiên có thể khiến cho tu vi thực lực của hắn tại thời điểm cảm ngộ đại đạo thiên địa tăng lên cực nhanh, mà có được tốc độ tu luyện người khác không cách nào sánh bằng, nhưng cũng phải thừa nhận hung hiểm người khác không cách nào thừa nhận.
Thạch Âm Cơ và Hỗn Độn Vũ cầm lấy tay của hắn, cũng bị hắn kéo vào trong loại hung hiểm này. Lúc này, hai người cơ hồ đang trải qua quá trình mà hắn đã phải trải qua. Tu vi điên cuồng đề thăng, nhưng nhục thân và nguyên thần cũng đang bị đại đạo thiên địa đồng hóa. Tu vi của Thạch Âm Cơ cơ hồ trong nháy mắt đã vượt qua thiên thần, tiến vào cảnh giới chân thần. Tiếp theo, hát vang tiến mạnh, xông thẳng về phía thần hầu. Rất nhanh, hàng rào thần hầu đã bị đánh cho buông lỏng, sắp sửa bước vào thần hầu sinh diệt kiếp cảnh. Cùng với Trung Nhạc trải qua đại kiếp sinh diệt, hóa đạo mà chết đi. Mà Hỗn Độn Vũ sớm đã đạt tới cảnh giới chân thần viên mãn, lúc này càng là thoáng cái đã xông phá hàng rào cảnh giới, trực tiếp đề thăng tới thần hầu cảnh. Sinh diệt kiếp nhất thể bạo phát. Sinh diệt kiếp của ba người nối liền với nhau, bắt đầu đồng thời hóa đạo. Trong nguyên thần của Trung Nhạc, 100 tôn hỏa linh của thời đại Hỏa Kỷ lập tức cảm giác được hung hiểm, hợp lực chấn áp. Không ngờ, thủ lĩnh hỏa linh vừa mới bộc phát ra đại đạo hỏa hệ trong cơ thể chính mình, liền lập tức cảm giác được không ổn. Không tốt rồi, chúng ta là do đại đạo hỏa hệ thuần túy cấu thành, dễ dàng hóa đạo nhất chính là chúng ta kìa. Thân thể của 100 tôn hỏa linh kia rung động, đại đạo hỏa hệ trong cơ thể nhất thời không thể khống chế, bắt đầu tương liên, tương dung với đại đạo thiên địa. Nơi này không phải là tổ đình của chúng ta sao? Sao đối với chúng ta trái lại lại càng hung hiểm hơn vậy? Thủ lĩnh của hỏa linh không khỏi kêu lên một tiếng. Hỏa linh do chúng sinh thời đại Hỏa Kỷ tế tự sinh ra, cấu thành thân thể bọn họ chính là đại đạo hỏa hệ cộng thêm lực lượng chúng sinh tế tự. Nếu như ở thời kỳ bình thường, bọn họ có thể giúp Trung Nhạc xuất ra chiến lực cấp đế quân, nhưng hiện tại chỉ có thể là lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho hóa đạo càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tân hỏa đột nhiên từ trong mi tâm Trung Nhạc bay ra, chui vào trong mi tâm của Y Uyển Quân đang nhắm mắt tu luyện, quát lớn: "Y tiểu nương tử, ngươi mau tỉnh lại đi!" Tâm thần của Y Uyển Quân chấn động, từ trong ngộ đạo tỉnh lại, lập tức phát hiện dị trạng của ba người, liền vươn tay ra muốn kéo ba người lại. Tân hỏa vội vàng nói: "Ngươi đừng có đụng vào bọn họ, ngươi có lĩnh ngộ ra chư thiên vô đạo hay không?" Y Uyển Quân thu tay lại, có chút thấp thỏm nói: "Ta lĩnh ngộ cũng không nhiều lắm." Tân hỏa quả quyết nói: "Mau dùng chư thiên vô đạo đánh mộ cổ đi, cho dù lĩnh ngộ không nhiều cũng có thể tạm thời cắt đứt hóa đạo của bọn họ, sau đó ngươi lập tức tách bọn họ ra." Y Uyển Quân vội vàng thôi động chư thiên vô đạo, vươn tay ra đánh mạnh về phía mộ cổ. Chỉ nghe một tiếng trống thật lớn, từng đạo hào quang bị chấn cho tán loạn. Y Uyển Quân lập tức vươn tay chụp về phía ba người Trung Nhạc, nghi muốn trước khi hào quang khép lại tách ba người ra. Bàn tay của nàng vừa mới chạm vào Thạch Âm Cơ và Hỗn Độn Vũ, chỉ thấy hào quang đột nhiên khép lại. Thân thể của Y Uyển Quân cứng ngắc ở sau lưng Trung Nhạc, không chút cử động. Đốm lửa nhỏ ôm lấy cái đầu hình thái hỏa diễm, toàn thân vặn vẹo. Xong đời rồi, xong đời rồi, ngay cả cái nha đầu này cũng bị định trú, đã bắt đầu hóa đạo rồi, vừa chết liền chết cả một ổ. Mà tại thời điểm đám hào quang kia chấn tán loạn, thân thể Trung Nhạc khẽ run rẩy, trong mi tâm chợt nổ vang một tia đao quang xuất hiện trong hóa đạo. Tia đao quang này di chuyển vô cùng gian nan, những nơi nó đi qua từng đạo hào quang vậy mà không ngừng bị đao quang chém đứt, chính là thần thông chảm đạo. Tân hỏa đáp xuống trên chắp mũi Trung Nhạc vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này. Đao quang do chấn mâu Trung Nhạc bắn ra càng mãnh liệt hơn, hóa đạo tới bước này cơ hồ đã không thể nghịch chuyển, nhưng hắn vậy mà có thể bảo vệ một tia thần trí cuối cùng, thi triển ra chảm đạo đi chém đại đạo thiên địa khiến cho chính mình đồng hóa kia. Từng đạo hào quang bị đứt đoạn, thần đao chảm đạo của Trung Nhạc vào khoảnh khắc này trở nên thần diệu muôn phương. Cho dù là đại đạo thiên địa cũng bị chém đứt, không thể nối tiếp lại. Thần đao chảm đạo của hắn đạt tới thăng hoa trước giờ chưa từng có, so với thời điểm hắn mạnh mẽ chém đầu của tồn tại đế cấp Phong Trấn Lão Tổ còn kinh diễm hơn. Đao quang chém xuống, không gì không thể chém. Bất quá, bọn họ là bốn người hóa đạo, sinh diệt kiếp của bốn người kết hợp cùng một chỗ, cực kỳ mãnh liệt. Cộng thêm 100 tôn hỏa linh, chảm đạo cũng thao ngộ lực cản cực lớn, khó có thể ngăn cản xu thế hóa đạo. Nhục thân và nguyên thần bốn người đã trở nên trong suốt, thậm chí ngay cả tân hỏa cũng có xu thế hóa đạo. Tân hỏa hiện tại cũng có thể nói là linh của Trung Nhạc. Trung Nhạc hóa đạo, hắn cũng không thể tránh khỏi. Thân thể Trung Nhạc run rẩy, gian nan di chuyển thần đao chảm đạo. Tiên tiên bắt quái hiện ra quanh người của hắn. Đại đạo tiên tiên Thái Dương, đại đạo tiên tiên Thiếu Dương, rồi Thái Âm, Thiếu Âm, tiên tiên Thần Đạo, tiên tiên Ma Đạo, đại đạo tiên tiên Lôi Đình, đại đạo Không Gian, Trụ Quang, rồi tiên tiên Dịch Đạo, cộng thêm đầu đại đạo tiên tiên thứ 11, đại đạo tiên tiên Thần Hỏa, hết thảy chậm rãi xuất hiện. Đại đạo tiên tiên Thần Hỏa
là đại đạo do các đời tại hoàng di lưu lại trong đại lục thái cổ, rơi vào trong cơ thể của hắn ngưng tụ ra, cũng là một đầu đại đạo đế cấp duy nhất của hắn. 11 đầu đại đạo tiên thiên điên cuồng chui vào trong chảm đạo biến thành thần đao, khiến cho uy năng của thần đao liền tăng vọt, tốc độ đại đạo thiên địa bốn phía vọt tới bị chấm đứt càng lúc càng nhanh. Xu thế hóa đạo cũng dần dần hòa hoãn trở lại. Đột nhiên đao quang càng lúc càng nhanh hơn, xoay quanh chân dưới bốn người. Một đạo đao quang cuối cùng rơi xuống, toàn bộ hào quang do đại đạo biến thành hết thảy bị chấm đứt. Chỉ nghe bốn tiếng phốc phốc, Trung Nhạc, Y Hiển Quân, Thạch Âm Cơ và Hỗn Độn Vũ nhất tề ngã xuống, nằm dạp ở trên bong thuyền không chút cử động. Chiếc cổ thuyền lẳng lặng phiêu phù giữa không trung, nhục thân và nguyên thần bốn người trên bong thuyền bị ánh mặt trời tổ đình chiếu rọi lộ ra thông thấu, có một loại cảm giác không quá chân thực. Nhục thân và nguyên thần bọn họ suýt chút nữa đã bị đồng hóa thành đạo, bốn người đều cực kỳ suy yếu. Linh lực thiên địa không ngừng vọt tới, chảy vào trong cơ thể của bốn người. Thân thể bốn người dần dần trở nên trong suốt, chuyển thành chân thật. Một lúc lâu sau, Thạch Công Cơ ngồi dậy, lắc đầu mấy cái. Uy Huyền Quân, Hỗn Độn Vũ cũng lần lượt tỉnh lại, cuối cùng mới là Trung Nhạc chậm rãi thanh tỉnh. Bốn người ngồi trên bong thuyền, hai mặt nhìn nhau, trong lòng là một trận kinh hãi. Thạch Công Cơ đột nhiên cười khanh khách một tiếng, Y Huyền Quân cũng không khỏi mỉm cười nói: "Nhà đầu ngốc, cười cái gì vậy?" Thạch Công Cơ mỉm cười nói: "Thì chúng ta vẫn còn sống, đương nhiên là phải vui vẻ rồi, hơn nữa còn trở thành thần hầu nữa kìa, ta đã vượt qua tới hai cảnh giới rồi kìa." Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ không khỏi cười ha hả. Lần này thật sự là quá hung hiểm. Trung Nhạc tiến vào tổ đình, dẫn động đại đạo thiên địa tổ đình cộng minh, tâm cảnh đế cấp tạo thành hóa đạo, ngay cả bọn họ cũng bị kéo vào, suýt chút nữa đã kéo bọn họ cùng một chỗ tiến vào tuyệt cảnh hóa đạo. Bất quá đây cũng là nhân họa được phúc, bọn họ tựa dịp thời điểm tương dung với đại đạo đạt được không biết bao nhiêu lĩnh ngộ, đủ để cho bọn họ được lợi cả đời. Hơn nữa tu vi cũng nhất cử mà đột phá tới cảnh giới thần hầu, đã mất đi không biết bao nhiêu năm chuyên cần khổ tu. Mấu chốt nhất chính là thời điểm bọn họ nắm lấy tay của Trung Nhạc đã nhìn thấy được tâm cảnh đế cấp, cùng với Trung Nhạc đồng thời trải qua tỷ lễ của tâm cảnh đế cấp, khiến cho tâm cảnh của bọn họ cũng trong lúc bất chi bất giác để thăng thật lớn. Mặc dù bọn họ còn chưa tu luyện đạo tâm tới đế cảnh, nhưng tâm cảnh để thăng thật lớn, chỗ tốt vô cùng, đủ để mở ra trí tuệ, đạt được càng nhiều lĩnh ngộ hơn để thăng tư chất của chính mình. Trong lòng Tân Hỏa vẫn còn sợ hãi nói: "Trung Sơn Thí, ở trong này lực tương tác của ngươi đối với đại đạo thiên địa còn khủng bố hơn cả thánh linh thế, ngươi cần phải cẩn thận. Vừa rồi suýt chút nữa ngay cả ta và đám hỏa linh cũng cùng một chỗ hóa đạo với ngươi rồi." Trung Nhạc tinh tế cảm ứng đám hỏa linh, chỉ thấy đám hỏa linh này ủ rũ không phấn chấn, hiển nhiên vừa rồi hóa đạo đã khiến cho bọn họ cũng tiêu hao năng lượng cực lớn. Đám hỏa linh này đang không ngừng hấp thu năng lượng hỏa hệ từ trong thiên địa, vô số hỏa quang không ngừng từ trong thiên địa bay tới, tiến vào mi tâm của Trung Nhạc, rơi vào trong cơ thể của đám hỏa linh. Với tốc độ này sợ rằng phải mất rất nhiều năm, đám hỏa linh này mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bọn họ không có thân thể chân chính, không thể tu luyện công pháp, khôi phục tự nhiên là chậm hơn đám người Trung Nhạc rất nhiều. Quả thật rất là hung hiểm. Trung Nhạc đứng dậy nhìn về phía tổ đình, chỉ thấy tòa thánh điện này xanh um tươi tốt, tràn ngập sinh cơ bằng bạc. Rõ mắt nhìn lại, linh khí thành mây, linh dịch thành thác, khắp nơi đều có thần dược thành tinh, xuất quỷ nhập thần, khắp nơi đều là động thiên phúc địa, khắp nơi đều là thánh cảnh mê người. Đại đạo trong thiên địa cũng dồi dào tới cực điểm. Nơi này mặc dù không phải là bí cảnh do đại đạo sinh ra, không bằng được tiên thiên thánh địa của Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thị, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là đại đạo thiên địa ở nơi này cực kỳ hoàn chỉnh, hết thảy đại đạo trong thiên địa đều có thể tìm được ở trong này. Từ xa nhìn lại, thậm chí có đại đạo thiên địa hiện hình giống như thác nước từ trên trời giáng xuống, rồi lại giống như phi hồng treo cao giữa núi non, giống như ngôi sao điểm xuyết trên thiên không vậy. Đại đạo trong các tiên thiên thánh địa của Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thị đều chỉ có một loại, mặc dù cực kỳ thuần túy, nhưng chính bởi vì thuần túy nên đã thiếu khuyết đi những loại đại đạo khác, cho nên ở trong thánh địa Lôi Trạch chỉ có thể tu luyện đại đạo tiên thiên lôi đình. Bất quá ở nơi này liền không giống như vậy, đại đạo trong tổ đình của Yểm Tư Thị và Phục Khi Thị hoàn bị, có thể khiến cho con cháu hai tộc tiếp cận càng nhiều. Ngoại trừ cái này ra, bọn họ còn nhìn thấy từng tấm bia đá thật lớn phiêu phủ giữa không trung. Không chỉ như vậy, còn có những pho tượng khổng lồ đứng sừng sững cao vút ở trong mây,
đó là pho tượng của từng tôn Phục Hy, từng tôn Tuệ Hoàng. Bọn họ cực kỳ vĩ ngạn, cực kỳ quảng đại. Nơi này còn có tầng tầng phong cấm, chính là nhằm vào kẻ ngoại lai. Trung Nhạc mở ra ba quả thần nhãn, quét nhìn một lần, khẽ nhíu mày. Trong này phong cấm quá nhiều, dùng thiên lực của hắn căn bản không nhìn thấu đám phong cấm này có uy lực lớn bao nhiêu, cũng không nhìn ra đám phong cấm này có thể cũng nhằm vào chính mình hay không đây. Tân Hỏa, ngươi tới nhìn xem đi. Tân Hỏa lập tức trường quản nhục thân của hắn, thấp giọng nói: Tam Mục Thiên Đồng, mở. Thần nhãn của hắn chiếu rọi, nhìn đám phong cấm của Tổ Đình vô cùng rõ ràng. Tổ Đình nhìn như ôn hòa, nhất thời hiện lộ ra sát cơ bí ẩn. Không gian của Tổ Đình vậy mà đã dệt thành vô số tấm lưới cực kỳ phức tạp, thậm chí còn cắt vào sâu bên trong không gian, nguy hiểm vạn phần. Ngay cả Tân Hỏa cũng bị dọa cho sợ hết hồn, lên tiếng nói: Thật đáng sợ, nhiều năm không tới, như thế nào lại có thêm nhiều phong cấm như vậy đây? Dựa vào thần huyết Phục Kỳ cũng không có khả năng đi qua nơi này được, ngay cả đế cũng không có khả năng không có trở ngại. Hung hiểm, thật quá hung hiểm rồi. Phục Môn Đạo Tôn đã biến nơi này thành một đại sát trận, ngay cả tồn tại đế cấp cũng có thể giết chết được. Đệ nhất hung trận từ cổ chí kim, tùy tiện xông vào tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đây là một tử cục. Sao? Tử cục sao? Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Lẽ nào Phục Môn Đạo Tôn tính ra hậu thế của Phục Khi thần tộc đã phản bội chủng tộc chính mình, cho nên mới khiến cho đám phong cấm này công kích không phân biệt hay sao? Tân Hỏa giơ tên lên chỉ về phía trung tâm Tổ Đình nói: Ngươi nhìn đằng kia đi, có phải đã thiếu khuyết một khối lớn hay không? Trung Nhạc nhìn về phía phương hướng ngón tay hắn chỉ thấy ở trung tâm Tổ Đình có một vực sâu thật lớn, sâu không thể lường. Cho dù bỏ Thái Dương Hệ vào trong đấy, đoán chừng cũng không thể lấp đầy. Nơi đó chính là địa phương ban đầu của Tổ Tinh, toàn bộ phong cấm đều hướng về nơi đó. Ta đoán chừng vị trí nguyên bản của Tổ Tinh đã bị Phục Môn Đạo Tôn thiết kế thành đầu mối của toàn bộ phong cấm rồi. Phục Môn Đạo Tôn bày bố đệ nhất sát trận ở nơi này, tất cả tư liệu tìm hiểu liên quan tới bí cảnh thứ 7 khẳng định nó bị hắn giấu ở nơi đó. Tân Hỏa quét nhìn bốn phía nói: Sinh lộ duy nhất cũng là đi thông tới vực sâu, những địa phương khác đều là tử cục, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là sát cục do Đạo Tôn bày ra, đoán chừng chỉ có tiến vào vực sâu mới có thể mở ra toàn bộ phong cấm. Đây hẳn là một con đường khảo nghiệm, đi qua sẽ có thể lấy được truyền thừa của hắn ta, còn không qua được sẽ phải chết ở dọc đường. Tinh thần Trung Nhạc đại chấn. Con đường này có hung hiểm không? Tân Hỏa quan sát con đường kia, tính toán trong chốc lát nói: Ta chỉ nhìn thấy sinh cơ thôi, cũng không nhìn thấy hung hiểm gì cả. Mà kỳ quái thật, tại sao lại có sinh lỗ rõ ràng như vậy đây? Trung Nhạc nhất thời giận cả tóc gáy. Con đường không có hung hiểm sao? Không có hung hiểm, sợ rằng mới là hung hiểm lớn nhất kìa. Bất quá, như đã nói qua, những tồn tại như Tà Đế, Ma Đế, Thần Đế, còn có cả Hắc Đế, Phượng Thiên Nguyên Quân và Nguyên Nha Thần Vương, sao lại phái đệ tử của chính mình tới đây đây? Bọn họ hẳn là biết rõ với bản lĩnh của những đệ tử này của chính mình tuyệt đối là không qua được cấm chế do Phục Môn Đạo Tôn lưu lại. Phái bọn họ tới đây chỉ là đi chịu chết mà thôi. Lẽ nào bọn họ sợ ư? Sợ cấm chế Phục Môn Đạo Tôn lưu lại là đặc biệt nhằm vào bọn họ, khiến cho bọn họ phải bỏ mạng ở nơi này hay sao? Hắn đột nhiên dùng mình một cái. Nói như vậy, đám người mang nguyên thuật Thần Thu Sơn này chỉ là do bọn họ phái tới đây thăm dò một chút xem nước của Tổ Đình sâu tới đâu, bọn họ tiến vào có an toàn hay không thôi. Nói một cách khác, đám thần vương tiên tiên Tà Đế, tiên tiên Ma Đế cũng đã tới rồi, nói không chừng cũng đều đã tiến vào trong Tổ Đình này rồi. Trung Nhạc nhất thời có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Mấy vị thần vương còn giữ lại không nhiều lắm của thời đại Hắc Ám, những tồn tại tiếp cận đạo thần lúc này hoặc là đang ở bên ngoài Tổ Đình, hoặc là đã tiến vào trong Tổ Đình rồi. Vừa nghĩ tới những tồn tại đáng sợ như vậy đang ẩn nấp xung quanh chính mình, quả thật khiến cho người ta không rét mà run. Đáng sợ nhất vẫn là tồn tại tà ác, vị tiên tiên Hắc Đế kia. Vừa nghĩ tới tồn tại tà ác cũng có khả năng đã tới nơi này, Trung Nhạc liền không rét mà run. Tồn tại tà ác đã phong ấn Phục Khi thị thần tộc, kẻ đã kéo linh hồn Trung Nhạc về 10 vạn năm trước, khiến cho hắn chịu đủ 700 năm khổ cực, vô cùng có khả năng đã tới nơi này. Hắn cũng không phải không chút sợ hãi, đối với tồn tại tà ác, hắn cũng có một loại sợ hãi sâu sắc. Loại sợ hãi này, tại thời điểm hắn bị kéo về 10 vạn năm trước, bị con quái thú trong bóng tối thôn phệ 700 năm, cũng đã mạnh mẽ gieo xuống, mạnh mẽ cắm rễ. Phong Hiếu Trung thì bị ép tới mức phát điên,
mà Trung Nhạc cũng chưa thể chiến thắng được sự sợ hãi đối với tồn tại tà ác kia. Trung Nhạc biết rõ loại sợ hãi này đối với chính mình tuyệt đối là một đại họa, nhưng hắn lại không thể làm gì. Hắn thủy chung cũng không thể lau đi bóng mờ trong lòng của mình. Bọn họ hẳn là chưa tiến vào đâu. Nếu như bọn họ đã tiến vào, sợ rằng sớm đã xúc động phong cấm do Phục Vân Đạo Tôn lưu lại rồi. Với mức độ cáo già của đám thần vương cổ lão này, sẽ không dễ dàng thân lâm mạo hiểm. Chỉ là bọn họ hẳn là đã phát hiện ra ta rồi. Trung Nhạc giáng ngự cổ thuyền tìm kiếm bảy phiến tinh vực, mặc dù là ẩn nấp trong không gian, nhưng muốn giấu giếm những tồn tại như Tà Đế, Hắc Đế vậy, cơ hồ là không có khả năng. Nói một cách khác, những tồn tại này đang ẩn nấp bên ngoài đã sớm phát hiện ra hắn. Trung Nhạc có một loại xung động muốn lập tức đào tẩu, bị những tồn tại đáng sợ này để mắt tới, tuyệt đối là một chuyện vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, hắn định thần trở lại, bình tĩnh trở lại, trong lòng hắn yên lặng tính toán. Những tồn tại này quả thật là âm hiểm, là cáo già. Thế nhưng sao bọn họ lại không trực tiếp giết ta đây? Trong này sợ rằng có không ít nguyên nhân. Thứ nhất là kiêng kỵ, bọn họ đang kiêng kỵ lẫn nhau, kẻ nào cũng không dám xuất thủ trước. Có thể thấy được, tin tức giữa bọn họ cũng không thông, kẻ nào cũng không biết được ý nghĩa của những người còn lại. Thứ hai là e ngại, ta có được thiên dực cổ thuyền, đây là thuyền của Đại Tư Mệnh, bọn họ đang e ngại Đại Tư Mệnh, có khả năng cho rằng ta là người của Đại Tư Mệnh. Thứ ba là xem thường, bản lĩnh của ta quá thấp kém rồi, không đáng để cho bọn họ chú ý nhiều hơn. Còn thứ tư là chăn thá. Trung Nhạc khẽ phất tay, điều khiển thiên dực cổ thuyền chui vào trong không gian của tổ đình, biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng ngẫm nghĩ, chăn thả ta, để ta dụ dỗ ra càng nhiều bộ hạ cũ của Phục Hy, một lưới bắt gọn, triệt để diệt trừ toàn bộ địch nhân của bọn họ, đoạn tuyệt hậu hoạn. Hơn nữa, bọn họ cũng dự định để cho ta đào móc ra tất cả hậu thủ của Phục Vân Đạo Tôn. Ta đào móc ra, bọn họ sẽ thông dong đối phó, từ đó sẽ có thể kê cao gối mà ngủ được rồi. Lòng của hắn như gương sáng, từ chuyện Đại Tư Mệnh phát hiện ra đế tinh của hắn sẽ có thể biết được. Hắn có khả năng ngay từ một khắc bước chân vào tử vi kia cũng đã rơi vào trong mắt của những tồn tại của lão nào đó, đã biến thành quân cờ trong cục của bọn họ. Cho dù đế tinh của hắn đã bị phá, tương lai thay đổi, nhưng chính mình thủy chung vẫn là quân cờ của bọn họ, điểm này chưa từng thay đổi qua. Những tồn tại này sẽ không hạ thủ với hắn, bởi vì hắn là quân cờ của bọn họ sao lại trong lúc đối kháng tự vứt bỏ quân cờ của chính mình đây? Chỉ có tại thời điểm quân cờ đã vô dụng mới sẽ bị vứt bỏ. Nếu đã như vậy, vậy có gì phải sợ đấy? Trung Nhạc tiến về phía trước, trầm giọng nói, Vũ Sư Huynh, chúng ta xuống đi bộ thôi. Ba người vội vàng đi theo hắn, Tân Hỏa mượn ánh mắt của hắn đảo quét bốn phía, không ngừng lên tiếng chỉ điểm, đi về phía vực sâu ở trung tâm tổ đình này. Mà ở phía trước, đám đệ tử của các tồn tại Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế cũng đang đi về phía vực sâu. Hiển nhiên bọn họ cũng được cường giả chỉ điểm, biết rõ vực sâu là hạch tâm của tổ đình, chỉ cần trưởng khống được vực sâu sẽ có thể trưởng khống được tổ đình. Trên không trung, từng tấm bia đá phiêu phủ, trên tấm bia đá đều có lạc ấn bia văn, không biết là viết những văn tự gì. Bất quá, đã trải qua chuyện tình tấm bia đá giết người bên ngoài tổ đình, tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý, không ngừng đầu quan sát, tránh cho bị văn tự trên tấm bia đá kia giết chết. Cái bóng này... Đột nhiên, một tấm bia đá phiêu phủ giữa không trung bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nhất thời có bóng mờ loang lổ chiếu rọi xuống, rơi xuống trên mặt đất, vẽ ra văn tự trên tấm bia đá. Những ký hiệu văn tự kia cực kỳ phức tạp, tự hồ ẩn chứa huyền bí, huyền cơ, chí thâm chí ảo. Mọi người hết sức cẩn thận, không được nhìn cái bóng trên mặt đất kia. Ma Nguyên Thuật cao giọng quát lớn, mau đi sát theo sau lưng ta, chỉ cần không nhìn phù văn trên tấm bia và phù văn trên mặt đất kia sẽ không xuất hiện sai lầm. Từng tấm bia đá thật lớn trên không trung chậm rãi di chuyển, càng nhiều lạc ấn chiếu rọi trên mặt đất. Chẳng những đám người Ma Nguyên Thuật, đám người Thần Thu Sơn và đám người Phượng Ngọc Lan, mà xung quanh mấy tiểu đạo đồng của Hắc Đế, đám đệ tử Nguyên Nha Thần Vương cũng đã xuất hiện những bóng mờ phù văn thật lớn. Chỉ có đám đệ tử Tà Đế tới trễ mấy ngày là không có tiến vào phạm vi bóng mờ những tấm bia đá kia bao phủ, mà sau lưng đám đệ tử Tà Đế còn có một đạo quang mang tiến vào, Trung Ngạc cũng không phát hiện tung tích của cái đó. Những tấm bia đá trên không trung chậm rãi di chuyển, đám phù văn do bóng mờ cấu thành trên mặt đất cũng không ngừng biến ảo. Những hình chiếu phù văn trên mặt đất biến thành một con đường nối thẳng tới vực sâu. Ánh mắt của đám người nhìn thẳng về phía trước, không nhìn lên không trung, cũng không nhìn xuống dưới chân, trầm mặc tiến về phía trước. Bọn họ bước chân vào trong hình chiếu của đám ký hiệu văn tự kia. Đột nhiên,
một gã ma hoàng bất chợt run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng chợt lớn giọng hô to: Maha Baha Tư Ba Ha, Tì Đạc Mệnh Đạc Tư Ma Đạc. Ma Nguyên Thật thoáng ngẩn người: Sư đệ, người nói cái gì vậy? Gã ma hoàng kia cực kỳ cuồng nhiệt, trong miệng một lần rồi lại một lần hét lớn: Maha Baha Tư Ba Ha, Tư Đạc Mệnh Đạc Tư Ma Đạc. Đám đệ tử Tiên Thiên Ma Đế còn lại tự hồ cũng bị hắn lây nhiễm, cũng bắt đầu hét lớn. Ma Nguyên Thuật nhất thời ngẩn ngơ, trong miệng cũng bắt đầu phát ra loại đạo ngữ kỳ dị kia. Đám người Thần Thu Sơn cách bọn họ một quãng không xa, lúc này cũng là bộ dạng biểu tình cuồng nhiệt, không ngừng niệm tụng loại đạo ngữ kỳ quái kia. Sau lưng bọn họ, đám người Phong Vô Kỵ, Phượng Ngọc Lan nhao nhao dừng bước, không dám tiến về phía trước. Là đạo ngữ phục sinh sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình, dừng bước lại. Trước đây hắn từng gặp qua loại tình huống này. Trong Chấn Thiên Quan, vô số thần ma đồng thời hét lớn đạo ngữ của thời đại Hắc Ám, đó là hai chữ phục sinh. Suýt chút nữa đã thức tỉnh lại đại tư mệnh trong tử vong, thậm chí còn phục sinh hết thảy các vị thần vương viễn cổ. Trận hỗn loạn kia vẫn là do chính bản thân Trung Nhạc dẫn phát, cuối cùng phải đợi tới lúc thần hậu nương nương xuất hiện, lúc này mới chấn áp được trận loạn lạc kia. Bất quá tình hình trước mắt hiển nhiên là có chút bất đồng. Đạo ngữ phục sinh này hẳn là lạc ấn trên tấm bia đá ở trên không trung, là do Phục Môn Đạo Tôn khắc lên. Trên không trung có rất nhiều tấm bia đá hình chiếu lạc ấn của tấm bia đá mà đám người Ma Nguyên Thuật đạp chân lên, hẳn chính là tấm bia đá đã khắc lại đạo ngữ phục sinh. Phục Môn Đạo Tôn lưu lại đạo ngữ phục sinh lại làm gì đấy? Lẽ nào hắn muốn phục sinh kẻ nào đó sao? Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây, đột nhiên đại địa chợt chấn động kịch liệt, quần sơn dao động, mặt đất dưới chân đám người Ma Nguyên Thuật nứt ra, vô số khe nứt thật lớn giống như hạp cốc xuất hiện, bên trong có thần quang vô cùng vô tận bùng phát. Thân thể đám người Ma Nguyên Thuật lay động, bước chân bất ổn, nhưng đạo ngữ phục sinh trong miệng vẫn một lần rồi lại một lần tái diễn. Mặt đất dâng lên, nâng bọn họ lên càng lúc càng cao, từng khối cự thạch nhao nhao rơi xuống. Qua một lúc lâu sau, toàn bộ đất đá sụp đổ, lộ ra một đại vật khổng lồ. Đạo ngữ phục sinh trong miệng đám người Ma Nguyên Thuật cũng đã dừng lại, đám người trừng mắt há miệng, thân thể run rẩy đứng ở trên cao, không hiểu chuyện gì cả. Chỉ thấy bọn họ đang đứng trong lòng bàn tay một đại thủ khổng lồ, mà đám người Thần Thu Sơn thì đứng trong lòng bàn tay của một đại thủ khác. Trên thiên không, một tấm bia đá khổng lồ đột nhiên di chuyển, phiêu phù về phía xa xa. Ở phía sau, đám người Phượng Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía sau hai cái đại thủ khổng lồ là một gã cự nhân đang ngồi xếp bằng. Mặc dù gã cự nhân này đang ngồi, nhưng thân thể vô cùng vĩ ngạn, so với đám Thánh Sơn ở nơi này còn vĩ ngạn hơn rất nhiều. Đám người Phượng Ngọc Lan ở trước mặt hắn lộ ra cực kỳ nhỏ bé, có thể khiến cho đế quân cũng cảm thấy chính mình nhỏ bé. Có thể tưởng tượng gã cự nhân này to lớn vĩ ngạn tới mức nào. Một cỗ đế thi sao? Phượng Ngọc Lan dùng mình một cái, run run giọng nói: Đó là một cỗ đế thi ngồi xếp bằng ở nơi đấy. Bất quá vì tác dụng của đạo ngữ phục sinh khiến cho hắn dần dần bắt đầu trở nên tươi sống trở lại, phảng phất như từ trong tử vong thức tỉnh lại vậy. Nguyên thần của ta đau quá, nhục thân của ta đau quá. Khuôn mặt cự nhân vặn vẹo phát ra một tiếng kêu rên đau đớn, đinh tai nhức óc. Đạo tôn, người đảo đi biết cảnh lục đạo của ta, đảo đi thần nhân bản cố khỏi cơ thể của ta. Người giấu bọn chúng ở đâu rồi? Hồn phách của ta đâu rồi? Người đã giấu hồn phách của ta ở đâu rồi? Người khiến cho ta sau khi chết đi cũng không được an bình, đau quá. Đế uy bùng phát dập trời ngập đất, cho dù là đám người Trung Nhạc cách nơi này xa nhất cũng cảm giác được từng trận tim đập nhanh. Tôn đế kia đã không tìm được nguyên thần của chính mình, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không cánh mà bay, nhưng khí thế của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đế uy cái thế khiến cho bọn họ đều bị đế uy ép tới mức xương cốt trầm ầm đùng đùng vang dội. Cỗ đế thi phục sinh kia không ngừng kêu la, mặc dù hắn đã phục sinh nhưng trạng thái cũng không ổn định. Hồn phách của hắn bị rút đi, bí cảnh nguyên thần cũng bị móc đi, trong nhục thể chỉ còn lại có linh không trọn vẹn. Hắn hiện tại chỉ có thể xem như là một cái xác không hồn. Dưới tác dụng của đạo ngữ phục sinh, hắn thậm chí ngay cả chết cũng đều không thể. Đám vật nhỏ đáng thương, hóa ra chính là các ngươi đã thức tỉnh ta lại, khiến cho ta trải qua loại thống khổ này. Gã cự nhân kia kêu la trong chốc lát, khuôn mặt vặn vẹo, cúi xuống nhìn đám người Ma Nguyên Thuật, Thần Thu Sơn trong lòng bàn tay chính mình nói: Ta nhớ ra rồi, đạo tôn để cho ta lưu lại nơi này chính là để khảo nghiệm các ngươi,
khảo nghiệm đầu tiên của các ngươi đã tới rồi. Tạo hóa huyền công, huyền môn hiện. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, một cánh cửa thật lớn đột nhiên xuất hiện, hung hăng nện xuống mặt đất ngay sau lưng cô đế thi này. Thần Tu Sơn thất thanh nói: Tạo hóa huyền công sao? Tạo hóa huyền môn ư? Ngươi là tạo hóa đại đế, kẻ đã sáng tạo ra tạo hóa lục đạo giới ư? Lời nói của hắn còn chưa dứt, cô đế thi kia đã nhét đám người trên lòng bàn tay vào trong tạo hóa huyền môn kia. Đám người Thần Tu Sơn và Ma Nguyên Thuật biến mất không thấy đâu nữa. Khuôn mặt của cô đế thi đại đế kia cực kỳ dữ tợn. Đi ra được cánh cửa này của ta, các người sẽ tính là thông qua cửa thứ nhất này. Không thể đi ra, sẽ phải chết ở trong đấy. Mà đau quá, ta sắp chết rồi. Một tiếng vang thật lớn truyền tới. Cô đế thi đại đế này khí tuyệt bỏ mình, nhục thân dần dần chìm xuống, bị đại địa tổ đình thôn phệ, biến mất không thấy đâu nữa. Đám người Phượng Ngọc Lan, Phượng Minh Sơn khẽ nhíu mày. Phong Vũ Kỵ hiếu kỳ hỏi: Là tạo hóa đại đế ư? Hắn có lai lịch gì vậy? Phượng Ngọc Lan hít mạnh một hơi lên tiếng: Đó là một trong chư đế thượng cổ, tạo hóa lục đạo giới trong 3000 lục đạo giới, chính là do biết cảnh nguyên thần và thần nhân bản cổ của hắn biến thành. Nghĩ muốn thông qua nơi này chỉ có thể tiến vào tạo hóa huyền môn của hắn mà thôi. Chúng ta đi, tiến vào trong đó nhìn xem một chút xem sao. Bọn họ tiến về phía trước. Lần này đã không còn tấm bia đá phục sinh kia, thi thể tạo hóa đại đế cũng không lại xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã đi tới trước tạo hóa huyền môn. Phượng Ngọc Lan chần chừ một chút nói: Các sư đệ sư muội, ai không có nắm chắc thì lưu lại ở nơi này ngàn vạn lần cũng được, miễn cưỡng, có hiểu chưa nào? Một nàng thiếu nữ cười khanh khách nói: Tạo hóa đại đế mặc dù cường đại, nhưng có thể so được với lão tổ tông chúng ta hay sao? Sư tỷ, người quá lo lắng rồi. Dứt lời, liền trước bọn họ một bước tiến vào tạo hóa huyền môn. Những đệ tử Phượng Thiên Nguyên Quân còn lại cũng nhao nhao tiến vào huyền môn, thân hình biến mất. Phong Vô Kỵ thoáng chần chừ một chút rồi cũng tiến vào theo. Cũng không lâu lắm, mấy tiểu đạo đồng của Hắc Đế kia cũng đi tới trước tạo hóa huyền môn, khẽ cười lạnh một tiếng rồi thấp giọng nói: Tạo hóa đại đế bất quá chỉ là bại tướng dưới tay Phục Môn đạo tôn, mà Phục Môn đạo tôn lại là bại tướng dưới tay của lão gia nhà ta. Hắn có thể làm gì được chúng ta đấy? Chúng ta đi vào thôi. Ba tiểu đạo đồng này cũng tiến vào tạo hóa huyền môn, biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp theo, mấy gã đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương xuất hiện, cũng tiến vào tạo hóa huyền môn. Qua một lúc lâu sau, hơn 10 gã đệ tử của Tiên Thiên Tà Đế thản nhiên đi tới, bình thản tự tại ngồi xuống. Gã Tà Quân dẫn đầu mỉm cười nói: Trước không gấp, nhìn một chút xem bọn họ có mấy người có thể còn sống đi ra. Như vậy, chúng ta sẽ có thể biết được thần ma cấp bậc gì sẽ chết ở trong đấy. Hảo, Cao Âm sư huynh thật anh minh. Những đệ tử Tà Đế còn lại nhao nhao tán thưởng. Không lâu sau, Ma Nguyên Thuật và ba gã đệ tử Ma Đế đi ra tạo hóa huyền môn, mà đám đệ tử của Tiên Thiên Thần Đế lại chỉ còn lại có 5 người. Cặp mắt của Cao Âm Tà Quân khẽ nhau lại, mỉm cười nói: Xem ra thấp nhất là phải có đế tử, nhưng chỉ có đế tử thôi cũng kiên quyết không được, còn phải tìm hiểu ra lục đạo hợp nhất mới có thể từ trong tạo hóa huyền môn này đi ra được. Minh Xà, Lạc Tích. Hắn liên tục điểm ra 7 người rồi lên tiếng: Các ngươi còn thiếu một chút hỏa hậu, hãy lưu lại ở nơi này, phía sau còn có mấy tên tiểu quỷ, liền giao lại cho các ngươi. Đám người Lạc Tịch, Minh Xà nhau nhau vâng dạ, thủ chức tạo hóa huyền môn. Cao Âm Tà Quân xuất lĩnh những đệ tử Tà Đế còn lại tiến vào tạo hóa huyền môn. Bọn họ vừa mới tiến vào không bao lâu, đột nhiên một đạo huyền quang bay tới. Trước khi đám người Lạc Tịch kịp thời phản ứng, đã như thiểm điện bay thẳng vào trong tạo hóa huyền môn. Đám người Lạc Tịch hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều lau một thân mồ hôi lạnh. Tu vi của bọn họ thấp nhất cũng là Tà Hoàng, Lạc Tịch và Minh Xà lại càng là tạo vật chủ, tà chủ. Nhưng thậm chí ngay cả trong đạo huyền quang kia là cái gì cũng không có nhìn rõ. Chủ nhân của đạo huyền quang kia rốt cuộc là có lai lịch gì đấy? Mấy người bọn họ có một loại cảm giác không rét mà run. Nếu như chủ nhân của đạo huyền quang kia nhân cơ hội xuất thủ với bọn họ thì sao đây? Bất quá, kỳ quái chính là chủ nhân của đạo huyền quang kia cũng không có hạ thủ với bọn họ, không biết là khinh thường hay là không dám. Hắn nhất định là không dám hạ thủ với chúng ta rồi. Đầu lưỡi đỏ tươi trong miệng của Minh Xà ra ra vào vào, cười hăng hắc nói: Chúng ta dù sao cũng là đệ tử Tà Đế, kẻ nào dám trêu chọc môn hạ Tà Đế chúng ta đấy? Lạc Tịch lắc đầu nói: Phát ngôn không nên nói quá vẹn toàn,
Chư Tả sư đệ không phải đã mất bởi một gã nhân tộc gọi là Dịch tiên sinh giết chết rồi đó sao? Ê, Lạc Tịch sư huynh lời ấy sai rồi. Một gã tà hoàng cười lạnh nói, Chư Tả sư đệ là phản đồ của Tà đế cung ta, tà điển của hắn còn chưa có đại thành đã đầu phục Bích Lạc cung rồi, đi làm môn hạ cho chó săn của thiên, bản lĩnh chỉ mới học được phân nửa, đáng đời là bị gã Dịch tiên sinh kia giết chết đi. Minh Xà nói, Chư Tà mặc dù đã rời khỏi Tà đế cung ta, nhưng hắn dù sao cũng là sư đệ của chúng ta, hắn chết trong tay chúng ta không có vấn đề gì, nhưng chết trong tay gã Dịch tiên sinh này thì không được rồi. Khẩu khí này nếu như không ra mặt, mặt mũi của Tà đế cung chúng ta đặt ở đâu đây? Chỉ là sư tôn không biết tại sao thủy chung không cho chúng ta xuất sơn đi tử vi tìm cái gã Dịch tiên sinh kia báo thù rửa hắn. Một gã tà hoàng thoáng nhìn thấy bốn người Trung Nhạc đi tới, vội vàng nói, sư huynh, có bốn tên tiểu bối đã tới kìa. Lạc Tịch không chút để ý, lạnh nhạt nói, các người tự mình xử lý là được. Trung Nhạc Đa Lĩnh, Hỗn Độn Vũ, Thạch Âm Cơ và Y Huyền Quân đi tới, khách khách khí khí nói, các vị sư huynh, chúng ta muốn tiến vào Tạo Hóa Huyền Môn, không biết có thể cấp cho chúng ta một cái thuận tiện hay không? Một gã tà hoàng cười hăng hắc nói, nếu không cấp thuận tiện cho các ngươi thì sao? Trung Nhạc vẫn như cũ khách khí nói, vậy Dịch Mỗ không thể làm gì khác hơn là đưa các vị đi gặp Chư Tà rồi. Dịch Mỗ sao? Bảy gã tà hoàng tà chủ nhất tề nhìn về phía hắn. Lạc Tịch trầm giọng nói, là Dịch Mỗ nào? Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói, Tiên Thiên Cung Dịch Phong, nhân xưng Dịch tiên sinh, các vị có thể nhường đường rồi chứ? Sao? Tiên Thiên Cung Dịch Phong ngư? Dịch tiên sinh? Ánh mắt của Minh Xà lộ ra tà quang, tà mị cười khẹt khẹt một tiếng. Thật sự là mòn gót giày, không thấy bóng dáng, đạt được lại không phí chút công phu. Chúng ta vốn dĩ không định đi tử vi tìm ngươi, không nghĩ tới bản thân ngươi lại tự đưa tới cửa. Xem ra không muốn giết chết ngươi cũng khó khăn rồi. Chư Tà sư đệ mặc dù đã rời khỏi Tà đế cung ta, nhưng thủy chung vẫn là sư đệ của chúng ta. Hắn học nghệ không tinh, bị người giết chết, mối thù của hắn tự nhiên sẽ do những sư huynh sư tỷ chúng ta tới báo thù rồi. Lạc Tịch lạnh nhạt nói, đổ chiến giết chết bọn họ. Một gã tà hoàng đi ra, khí tức càng lúc càng tà mị, nhất thời vận rủi tầng tầng, thiên nhân ngũ suy, khí vận khô vong, các loại ảnh hưởng mặt trái như nghèo, khổ, khốn, cùng, đau, buồn, xót, thương, xấu, hư, suy phóng vọt về phía bốn người Trung Nhạc. Hắn quả thật tương đương với một linh thể đã tập hợp các loại linh thể mặt trái và một thân, phảng phất như một gã linh thể đồng thời có được cùng linh, khổ linh, khốn linh, đốn linh, bi linh, thống linh, ai linh, thương linh, xỉu linh, lậu linh, suy linh, chú linh và ôn linh. Đồ Chiến thân là tà hoàng, tương đương với hết thảy những loại linh thể này, đã tu luyện tới cảnh giới thần hoàng, ảnh hưởng kinh khủng tới mức nào đây? Phải biết rõ, tạo vật phi yên và thương hải thần hoàng là chú linh thể, tu luyện chú linh thể tới cảnh giới tạo vật chủ và thần hoàng, đã có thể đối phó với ba gã thủ vệ tiên ngục, khiến cho ba gã thủ vệ tiên ngục tự giết lẫn nhau. Mà Đồ Chiến lại tương đương với thể kết hợp của toàn bộ các linh thể mặt trái, quả thật chính là một cái căn nguyên tà ác di động. Đây chính là tà điển, loại tà công tập hợp các loại linh thể mặt trái hiếm thấy vào một thân. Tà điển của Chư Tà căn bản còn chưa luyện tới nơi chế trốn kìa. Đồ Chiến sải bước tiến về phía trước, cười lạnh nói, hiện tại người mới tính là nhìn thấy tà điển chân chính. Đám người Hỗn Độn Vũ, Y Huyền Quân lại phảng phất như không nhìn thấy hắn, cũng không nghe được thanh âm của hắn. Khí tức ba người ủ rũ không phân chấn, trạng thái không xong tới cực điểm, cơ hồ không có lực phản kháng. Bọn họ mặc dù là thần hầu nhưng căn bản không thể chống đỡ được ảnh hưởng của tà điển. Đột nhiên bảy đạo quang luân sau đầu Trung Nhạc xoay tròn, giơ tay chém xuống, một đạo đao quang chém thẳng về phía Đồ Chiến. Không ngờ ngươi lại có thể thoát khỏi tà điển của ta ảnh hưởng, bất quá ngươi hẳn là chưa thấy qua pháp môn chiến đấu của tà điển mạnh mẽ tới mức nào đâu. Đồ Chiến cười ha ha, giơ tay lên ngăn cản, đao quang lóe lên liền biến mất. Cái đầu trên cổ Đồ Chiến đột nhiên tà tà rơi xuống, trên mặt vẫn như cũ treo một nụ cười tà mị, hồn nhiên không biết chính mình đã chết. Hắn vẫn chưa kịp thi triển ra một mặt cường đại nhất của tà điển, cái đầu của hắn rơi xuống đất, máu tươi trong lồng ngực phun trào lên trên. Nguyên thần hắn cũng bị một đao chém chết, hồn phách một phân thành hai,
phiêu phiêu tán tán. Thi thể của hắn ngã xuống đất, các loại ảnh hưởng mặt trái như nghèo khổ khốn cùng, thương xót, xấu hư suy, hết thảy đều biến mất. Người thua kém chư tà rất nhiều, chư tà còn đáng để cho ta sử dụng song đao. Trung Nhạc khẽ lắc đầu, nhìn về phía đám người Minh Xà lên tiếng nói: Vũ sư huynh, Âm Cơ, Uyển Quân, các ngươi nổi trống trận chiến đi. Hỗn độn Vũ Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân nhất thời tỉnh lại, tới khởi mộ cổ. Hai nàng nữ tử đứng trên mặt trống gõ vang mộ cổ, Hỗn độn Vũ cũng gõ vang mộ cổ, tiếng trống thùng thùng chấn động. Sáu gã đệ tử Tà Đế giữa sân vốn cho rằng đây chỉ là tiếng trống trợ trận, không ngờ tiếng trống vừa vang lên, nguyên thần bọn họ rung động, thân thể run rẩy, uy năng còn khủng bố hơn tà điển, ầm ầm đánh thẳng tới. Tiếng trống vừa vang lên chính là Chư Thiên Vô Đạo. Trung Nhạc di chuyển bước chân trùng kích về phía trước, đao quang một lần nữa sáng lên, một đao lóe lên, cái đầu của một gã tà hoàng liền rơi xuống đất. Là Chư Thiên Vô Đạo của vị tồn tại kia, mau mau hiện ra chân thân. Lạc Tịch quát lớn, đám tà hoàng tà chủ còn lại nhao nhao hiện ra chân thân. Bọn họ không thể sử dụng tu vi, thế nhưng nhục thân vô cùng cường đại, dùng nhục thân đánh giết. Trong tà điển có pháp môn nhục thân chiến đấu, cũng là tuyệt học nhất đẳng nhất. Trung Nhạc song đao đan sen giao thoa, giết vào giữa năm vị tà hoàng tà chủ. Đột nhiên đao quang biến mất, tiếng trống dừng lại, chỉ còn lại có Minh Xà và Lạc Tịch vẫn còn đứng ở nơi đấy. Bốn gã tà hoàng còn lại toàn bộ đầu thân hai nơi. Bọn họ ngược lại cũng không phải không chịu nổi như thế, mà là bị Chư Thiên Vô Đạo chấn áp một thân tu vi pháp lực, hết thảy đạo pháp thần thông và tà binh đã không còn tác dụng. Cho dù là động thiên của tạo vật chủ cũng bị Chư Thiên Vô Đạo che lấp, mà Trung Nhạc đã đạt tới cảnh giới thần hầu, thực lực càng cường đại hơn xa trước đây. Hơn nữa, hắn đã lĩnh ngộ ra Chư Thiên Vô Đạo, tu vi thực lực không bị tiếng trống ảnh hưởng. Trải qua một tăng một giảm này, đám người Minh Xà, Lạc Tịch tự nhiên là thất bại thảm hại. Trung Nhạc cha đao vào vỏ, đinh một tiếng đao minh, Minh Xà kêu rên thổ huyết, nhục thân trong thanh âm đao minh đột nhiên tan rã, bị cắt thành một đoạn rồi lại một đoạn, chết tới không thể chết thêm được nữa. Hắn và Chư Tà chính là chết cùng một loại. Thần thông trầm đạo của Trung Nhạc đã ăn sâu vào trong cơ thể của hắn. Cha đao vào vỏ chính là thời điểm uy năng trầm đạo bạo phát. Giữa sân chỉ còn lại có Lạc Tịch đứng ở nơi đấy, sắc mặt tái nhợt. Trung Nhạc khẽ ổ lên một tiếng, lộ ra thần sắc lúng túng, rút thể quang chi nhận từ trong vỏ đao ra, chuẩn bị lại tới một chiêu. Nào ngờ Lạc Tịch đã giơ tay lên, khuôn mặt vặn vẹo. Dịch tiên sinh, không cần đâu, sinh cơ của ta đã đứt rồi. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, rất nhanh nhìn ra đao quang trong cơ thể của hắn đang không ngừng phá hư, sinh cơ quả thật đã đứt. Ánh mắt của Lạc Tịch nhìn chằm chằm hắn, thanh âm khàn khàn: Chư tà cũng là chết dưới một chiêu này sao? Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái nói: Lúc đó công pháp của ta vừa mới thành tiểu, uy năng trầm đạo cũng chưa có phát huy tới mức tận cùng, xa xa không tinh diệu bằng hiện tại. Song đao này của ta, một đao chặt đứt không gian, một đao chặt đứt thời gian, sư huynh có thể chống đỡ tới hiện tại, quả thật đã là rất bất phàm rồi. Đạo pháp tốt, đạo pháp tốt, chư tả quả thật không thể so với ngươi. Trong các đồng môn của ta, có thể so được với ngươi nhiều nhất chỉ có hai vị. Đáng giận sư tôn ta bảo thú, lại không biết chính mình đang nơi hổ thành hóa. Khóe miệng của Lạc Tịch tươi máu, nhục thân đột nhiên hiện ra từng đạo khe nứt. Trong khe nứt, đao quang kinh diễm bổ ra bốn phương tám hướng, chém nát nhục thân và nguyên thần của hắn. Hắn tiến về phía trước hai bước, từng khối huyết nhục trên thân thể rơi xuống, nhưng Lạc Tịch lại không chút nhận ra, tiếp tục nói: Nhân tộc tuy là chủng tộc thấp kém nhất, nhưng nhân tộc cũng là phục khí, chủng tộc tôn quý nhất. Thao túng đùa bỡn bọn họ chính là chơi đùa với lửa, chẳng biết lúc nào sẽ dẫn lửa đốt cháy chính mình. Hy vọng cái chết của đám đệ tử chúng ta sẽ có thể khiến cho sư tôn minh bạch, không thể tiếp tục lưu ngươi được nữa. Nói xong những lời này, toàn thân hắn chia năm xẻ bảy, khí tuyệt bỏ mình. Tiên Thiên Tà Đế quả nhiên đã phát giác ra ta. Nghe ý tứ của hắn, Tà Đế quả thật đã xem ta thành quân cờ rồi. Trung Nhạc tản đi hai thanh thần đao, thi lễ một cái với thi thể của Lạc Tịch rồi nói: Thực lực của hắn rất mạnh, vậy mà có thể áp chế thần thông của ta thời gian dài như vậy, vô cùng bất phàm, là một đối thủ đáng kính trọng. Thạch Câm Cơ nghi hoặc hỏi: Hắn là tạo vật chủ, cảnh giới cao hơn ngươi, còn không phải bị ngươi chém mấy đao liền chết hay sao? Đáng cho ngươi tán dương như vậy hay sao? Trung Nhạc lắc đầu nói: Không giống nhau. Trong những cường giả mà ta từng gặp,
có thể ở cùng cảnh giới tiếp được hai đao này của ta, đại khái chỉ có hai người. Mà những kẻ đáng để cho ta sử dụng ra hai đao này, đại khái chỉ có 2-3 ngàn người. Bọn họ đều đã là có được đế tư rồi. Vừa rồi tu vi của hắn bị phế, còn có thể chế trụ đao quang của ta, lùi lại thời điểm tử vong của chính mình. Hắn chính là nhân vật thượng du trong 2-3 nghìn người kia. Thạch Cầm Cơ lè lưỡi một cái, nhìn về phía những thi thể còn lại, lên tiếng hỏi: vậy đám gia hỏa một chiêu liền chết này thì thế nào? Trương Nhạc nói: bọn họ xếp dưới chót trong 2-3 nghìn người này, nếu như bọn họ không chết, nó không chừng tương lai cũng sẽ trở thành tồn tại đế cấp cả. Bất quá con đường thành đế chính là sóng lớn mài cát, các đời đều có nhiều vô số kẻ thiên tài, còn có thể sống sót tới sau cùng đạt tới thành tựu cao nhất lại lác đác không có mấy người. Thạch Cầm Cơ 10 vạn lần không tin nói: khoác lác mà, khó trách quy thần lục đạo giới ta qua nhiều năm như vậy mà Ngưu Yêu đều rất hiếm thấy, hóa ra Gia Châu đều bị tấn công thổi tới lên trời cả rồi. Ta mới không tin ngươi sau khi tới Tử Vi có đi dạo một vòng thôi lại có thể lợi hại như vậy. Ngươi có giỏi thì nói một chút xem, hai người không sợ hai đao này của ngươi là những ai đấy? Sắc mặt Trung Nhạc tối sầm, không nói tiếp nữa. Hai người này, một người chính là thê đã vào nhà của mình, một người còn lại là chính thê vẫn chưa vào nhà của hắn. Đương nhiên phong hữu trung biến thái như vậy thuộc về thiên nhân, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Thánh linh thể Âm Phiền Huyên, nữ hoa Hoa Tư Thị, tương lai Hoa Thiến Mân, hai nàng nữ tử này cũng đều không phải là ngọn đèn cạn dầu, mỗi người đều mạnh mẽ tới mức đáng sợ, chính là tuyệt đại song kiều. Nhức đầu nhất là cả hai người đều là chính thê của hắn. Âm Phiền Huyên cưới sớm hơn tự nhiên là chính cung, hơn nữa thánh linh thể chính là thế gian có một không hai, không làm chính cung sẽ không thể nào nói nổi. Nhưng nữ hoa tương lai cũng nhất định phải là chính thê, dù sao Phục Huy Thị và Hoa Tư Thị đã có hiệp định thượng cổ, từ xưa tới nay từ nhỏ liền đã định ra hôn nhân. Hai nàng nữ tử hết lần này tới lần khác đều lợi hại như vậy, kẻ nào không phải là chính cung, hậu cung cũng tuyệt đối sẽ che lớn. Thạch Cầm Cơ miệng nói không cân nhắc, mỉm cười nói: người không nói nên lời, quả nhiên chính là khoác lác rồi. Sắc mặt Trung đại quan nhân nhà ta âm trầm, trong lòng thầm nghĩ: ta thu thập không được nha đầu điên này, tương lai tự nhiên có hai vị phòng lớn đi thu thập ngươi, nhìn xem ngươi còn dám tranh luận nữa hay không. Y Uyển Quân kéo tay Thạch Cầm Cơ nói nhỏ: Âm Cơ, ngươi nói ít một chút đi, mặt hắn cũng đã đen lại rồi kìa. Hỗn Độn Vũ cực kỳ nghiêm túc nói: Dịch tiên sinh cũng không phải khoác lác đâu, sau khi tới Tử Vi hai vị nương nương sẽ biết thôi, Dịch tiên sinh vô cùng lợi hại. Hai nàng nữ tử đều là 100 lần không tin. Thạch Cầm Cơ mỉm cười nói: người là bạn bè xôi thịt của hắn, đương nhiên là sẽ nói giúp cho hắn rồi. Vũ sư huynh, người có thể liệt thứ mấy trong 2-3 nghìn người này đấy? Hỗn Độn Vũ nói: xếp ở thượng du, ta dù sao cũng từng là đệ nhất chân thần chư thánh bảng. Hey, Ngưu Yêu trong Tử Vi cũng đều bị hai huynh đệ nhà các ngươi thổi bay không còn rồi. Thạch Cầm Cơ cười khanh khách nói, sắc mặt của Hỗn Độn Vũ đỏ lên, lắp bắp nói: ta không có khoác lác đâu, ta là có bản lĩnh thật sự, ta xuất thân từ đế tộc, lão tổ thậm chí còn giao đế binh của hắn cho ta kìa. Thạch Cầm Cơ mỉm cười hỏi: vậy đế binh của ngươi ở đâu? Nếu ngươi có thể lấy ra, ta liền tin ngươi kìa. Hỗn Độn Vũ nhất thời ngẩn ngơ, thành thành thật thật nói: bị Dịch tiên sinh lưu lại ở trong Chấn Thiên Quan rồi, hiện tại ta không lấy ra được, đợi sau khi trở lại Chấn Thiên Quan các ngươi sẽ biết thôi, ta thật sự là có đế binh mà. Hơn nữa Dịch tiên sinh còn được tôn là Dịch Quân Vương, được mọi người tôn sùng, tay cầm ức vạn hùng binh, toàn bộ đều là thần ma cả. Thạch Cầm Cơ bật cười nói với Y Uyển Quân: hey, vật họp theo loài á, cái tên này nhìn thành thật như vậy nhưng cũng đã bị tấn công dạy hư mất rồi. Các nàng tự nhiên là không tin. 500-600 năm trước Trung Nhạc hai bàn tay trắng đi tới Tử Vi, 500-600 năm trước qua Trung Nhạc đã trở thành một tồn tại oai phong một cõi, cùng cảnh giới khó gặp địch thủ, hơn nữa tay cầm ức vạn hùng binh sao? Trung Nhạc đã sớm biết Thạch nha đầu điên điên khủng khủng vô cùng khó dây dưa, đơn giản là không để ý tới trên dưới quan sát tạo hóa huyền môn ở trước mặt mình. Tòa tạo hóa huyền môn này là đế binh của tạo hóa đại đế, cùng tạo hóa đại đế bị mai táng ở nơi đây. Tạo hóa đại đế tế khởi tòa môn hộ này chỉ khi nào từ trong cánh cửa đi ra mới có thể tiếp tục tiến lên. Đây là cửa khảo nghiệm thứ nhất của tổ đình. Trên cánh cửa này có không biết bao nhiêu hoa văn phức tạp, vô cùng huyền diệu và thâm ảo, là lý giải đối với đại đạo tạo hóa của tạo hóa đại đế tương đối bất phàm.
Lúc này, đám người Phượng Ngọc Lan, Phong Vô Kỵ từ phía sau cánh cửa Tạo Hóa Huyền Môn đi ra. Bọn họ ở trong Tạo Hóa Huyền Môn đã tử thương rất nhiều sư đệ sư muội, đã trải qua từng trận đại chiến khủng bố, trải qua vô số chém giết, lúc này mới ra khỏi huyền môn. 18 người đi vào, chỉ còn lại 6 người còn sống đi ra. Phượng Ngọc Lan quay đầu lại, nhìn về phía Tạo Hóa Huyền Môn, chỉ thấy toàn huyền môn này khí phách cái thế, một tòa môn hộ đứng sừng sững ở nơi đấy, vậy mà ngăn cản cả một góc trời, không thể nhìn thấy bất luận con đường quay về nào. Xem ra chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Đáng tiếc, những sư đệ sư muội kia của ta đã chết trong tòa huyền môn này. Phượng Ngọc Lan có chút buồn bã, đã lĩnh 5 người còn lại tiến về phía trước. Một lúc lâu sau, 3 tiểu đạo đồng của Hắc Đế từ trong môn hộ đi ra. 3 tiểu đạo đồng này vậy mà cũng đều lông tóc không tổn hao gì, bình thản tiến về phía trước. Một tiểu đạo đồng ở trong đó nhàn nhạt nói: "Bản lĩnh của Tạo Hóa Đại Đế cũng tính là không tệ, chỉ là còn thua kém lão gia quá nhiều rồi. Chàng khảo nghiệm này không tính là khó khăn." Qua không bao lâu, 2 gã đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương cũng đi ra, 3 người còn lại đã chết đi trong huyền môn. Lại qua không bao lâu, Cao Âm Tả Quân xuất lĩnh 5 gã tà thần đi ra Tạo Hóa chi môn, cũng là một kẻ không chút tổn thương. 5 gã tà thần nhao nhao mỉm cười nói: "Cao Âm sư huynh thật là hảo thủ đoán." Cao Âm Tả Quân có chút tự đắc mỉm cười nói: "Có bọn họ đi trước dò đường, ta có nắm chắc khiến cho toàn bộ các ngươi sống sót được." Đột nhiên một đạo huyền quang từ trong huyền môn bay ra, sượt qua bên cạnh hắn, bay về phía xa xa. Cao Âm thoáng ngẩn người, sắc mặt đại biến. Kẻ truyền thừa của vị tồn tại kia cũng đã xuất hiện rồi. Sắc mặt của hắn âm tình bất định. Hảo gia hóa, chẳng lẽ vị tồn tại kia cũng muốn đạt được tài phú của Phục Khi Thị sao? Sư huynh, gia hỏa trong đạo huyền quang kia là ai vậy? Một gã tà chủ hỏi. Cao Âm Tà Quân cất bước tiến về phía trước, lắc lắc đầu nói: "Không thể nói được. Kẻ truyền thừa của vị tồn tại kia có thể sẽ là đối thủ lớn nhất của chuyến đi này của chúng ta. Mọi người cẩn thận một chút. Huynh đệ chúng ta cần phải đồng lòng mới có thể cùng vượt qua cửa ải khó khăn này. Ồ, tòa huyền môn này vẫn chưa biến mất đi. Lẽ nào ngoại trừ chúng ta còn có người khác cũng đã tiến vào tổ đình hay sao?"